Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào Jericho đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm sỉ với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Vì đầu tiên trong bài hát gặp gỡ Đức Kitô của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc như thế này: gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Hai câu này đã nói rất chính xác về sự thay đổi của ông Gia-kêu, trưởng ty thuế vụ thành Jericho, mà Thánh Luca tường thuật trong bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 31 hôm nay. Thật vậy, cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông Gia-kêu và Chúa Giê-xu ở dưới gốc cây sung đã làm cho cuộc đời của ông thay đổi hoàn toàn. Khi diện đối diện với Chúa Giê-xu và sau khi ông nghe Ngài nói với ông rằng: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông", thì ông đã cảm nghiệm ngay được tình yêu, lòng thương xót của Chúa dành cho ông. Chúa đến nhà ông, và hơn nữa lại còn ở lại nhà của ông nữa, thì chứng tỏ Ngài không hề xa lánh, không hề có thành kiến và không hề ghét bỏ ông. Bởi vì ông là người tội lỗi, làm nghề thu thuế và làm tay sai cho đế quốc Roma. Chúa Giêsu không giống như những người đồng hương của ông. Để đáp lại tình yêu thương và sự ưu ái của Chúa Giêsu dành riêng cho ông Gia-kêu đã can đảm làm một sự thay đổi có thể nói là tận gốc rễ. "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Bạn có thấy những gì ông Gia-kêu đã thay đổi sau khi gặp Chúa không? Trước khi gặp gỡ Chúa, ông là người ích kỷ, keo kiệt, chỉ biết thu tích chứ không cho đi. Nhưng sau khi gặp được Chúa, thì ông đã dám rộng rãi và quảng đại chia sẻ cho người nghèo phân nửa tài sản của ông. Trước khi gặp gỡ Chúa, ông là người gian lận, bớt xén, bất công. Nhưng sau khi gặp Chúa, ông đã dám sửa sai, đã đền bù thiệt hại không phải gấp 2 hay gấp 3 lần, nhưng là gấp 4 lần cho những nạn nhân. Bạn thân mến, giống như và còn hơn ông Gia-kêu khi xưa, ngày hôm nay bạn và tôi thường xuyên được gặp gỡ Chúa qua những giờ kinh nguyện, qua những việc đọc những trang kinh thánh. Ngày nào cũng vậy, ít nhất hay một tuần một lần, bạn và tôi cũng được Chúa ngự vào căn nhà linh hồn qua việc đón rước mình vào máu thánh của Ngài. Thì ước gì bạn và tôi cũng sẽ noi gương bắt chước ông Gia-kêu để làm được hai việc giống như ông. Thứ nhất là sống rộng rãi và quảng đại chia sẻ cho đi. Rộng rãi và quảng đại trong việc chia sẻ khi cho đi tiền bạc, tài năng, thời giờ, khi giúp đỡ cho việc giáo dục, bảo trì, xây dựng và phát triển giáo xứ của bạn. Hãy rộng rãi cho đi tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định như vậy. Hãy rộng tay và vui vẻ khi cộng tác với giáo hội và với các dòng tu trong việc truyền giáo, trong việc huấn luyện, đào tạo chúng sinh, tu sĩ,
hay giúp đỡ cho các nạn nhân của thiên tai bão lụt, động đất, cho những trẻ mồ côi tàn tật, trợ giúp những người kém may mắn. Khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu. Có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Đó là lời của ông Tobit khuyên chúng ta. Điều thứ hai là hãy đền bù cho tha nhân những thiệt hại mà mình đã gây ra cho họ. Lỗi đức công bằng về mặt vật chất. Ví dụ như trong quá khứ đã gian lận trong việc buôn bán, lỡ ăn cắp ăn trộm hay tham lam của ai đó về tiền bạc, về tài sản đất đai, thì xin hãy mau mau kiếm cách để đền trả cho họ. Hãy làm việc đền trả, hãy trả lại lẽ công bằng cho người ta ngay khi mình còn sống. Đừng chần chờ kẻo không kịp đâu. Đức Giê-xu đã khuyên chúng ta rằng khi anh đi cùng đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban ơn giúp sức để bạn và tôi biết noi gương bắt chước ông Gia-kêu, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách để gặp được Chúa. Và khi gặp được Ngài rồi, chúng mình dám thay đổi, dám sửa chữa những lỗi lầm. Khi bạn và tôi sống công bằng, không nợ nần và không đối xử bất công với tha nhân, thì lúc đó tâm hồn của chúng mình mới được bình an và mới thực sự sống đẹp lòng Chúa và cảm nghiệm được niềm vui. Xin Chúa gìn giữ, ban bình an, chúc lành, và xin Chúa ban cho bạn, cho những người thân yêu của bạn sức khỏe, niềm vui, và nhất là luôn sống trong ân nghĩa của Chúa. Amen.